Thưa quý vị, đến thời điểm này, công cuộc chuyển đổi số tại Đà Nẵng đã và đang mang lại hiệu quả tích cực trong quá trình phát triển kinh tế và trên mọi mặt của đời sống xã hội. Đây cũng là một trong những điểm sáng của thành phố qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh là hành trình liên tục lâu dài, đi từ thấp đến cao, trải qua nhiều giai đoạn trưởng thành và phát triển. Trong chuyển đổi số, quan trọng nhất không phải công nghệ mà là quyết tâm chính trị của người đứng đầu và sự tham gia của cộng đồng xã hội. Thời gian qua, chuyển đổi số ở Đà Nẵng được triển khai rộng khắp từ thành phố đến cơ sở trên tất cả các lĩnh vực, từng bước xây dựng mô hình chính quyền số, công dân số với 100% hồ sơ thực hiện trực tuyến. Các tổ công nghệ số cộng đồng là những cánh tay nối dài của đề án chuyển đổi số ở Đà Nẵng để công nghệ thực sự được ứng dụng và đem lại những giá trị thiết thực cho đời sống xã hội. Đa số người dân đều đã có tài khoản công dân trực tuyến và là chủ động hơn trong cái việc là sử dụng công nghệ trong các công việc thường xuyên. Như bình thường thì chúng ta làm thủ công, tuy nhiên bây giờ chúng ta đã chuyển qua là dùng công nghệ cũng như công nghệ số để nhằm phát triển cái kinh tế số, xã hội số. Hiện nay, thành phố đã đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát Điều hành Thông minh thành phố Đà Nẵng, Trung tâm IOC, được triển khai theo mô hình toàn diện, bao gồm IOC cấp thành phố, các trung tâm điều hành quận huyện và các trung tâm điều hành chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu phân cấp ủy quyền trong bối cảnh xây dựng chính quyền đô thị tại Đà Nẵng, cũng như cung cấp nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Trung tâm này cũng giúp cho thành phố triển khai mô hình chính quyền đô thị tốt hơn, đó là việc giám sát các việc thực hiện các nhiệm vụ phân cấp ủy quyền theo chính quyền đô thị. Trung tâm này cũng sẵn sàng các công cụ để thành phố điều hành các từng cuộc họp khẩn cấp như thiên tai cũng như dịch bệnh xảy ra hiệu quả hơn, nhanh hơn. Và đặc biệt là trung tâm này sẽ giúp cho người dân, doanh nghiệp và du khách thụ hưởng các dịch vụ tiện ích thông tin kịp thời để có những quyết định đúng cho mình trong cuộc sống cũng như trong sản xuất kinh doanh. Không thể vận hành xã hội số, chính quyền số nếu không có những công dân số trau dồi đủ kỹ năng và ý thức chấp hành pháp luật cũng như tinh thần tuân thủ các chuẩn mực của cộng đồng. Chính vì vậy, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền cho mỗi người dân về việc tăng cường sử dụng dịch vụ số, thành phố Đà Nẵng cũng đã có các kế hoạch, đề án để từng bước xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số trên địa bàn. Nguồn nhân lực nó đóng cái vai trò quyết định trong cái việc rằng là triển khai đối với cái chuyển đổi số. Do vậy rằng là sở cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân thành phố rằng là cái kế hoạch phát triển nguồn nhân lực. Thì dựa trên cái kế hoạch phát triển nguồn nhân lực này, làm sao để bảo đảm được cái sự thu hút đối với rằng là cái nguồn nhân lực được đào tạo trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin và một số các lĩnh vực. Theo báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số DTI năm 2022, Đà Nẵng tiếp tục trở thành địa phương điển hình về kinh nghiệm chuyển đổi số, dẫn đầu cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Kết quả này cho thấy công cuộc chuyển đổi số tại Đà Nẵng đang được triển khai rất hiệu quả và là nền tảng tốt để thành phố tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.